Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định nới thời hạn cập nhật căn cước công dân đối với các nhà đầu tư chứng khoán từ ngày 1 tháng 10 năm nay sang đầu năm 2025. Theo yêu cầu của ban đầu, từ ngày 1 tháng 10, tức là ngày hôm nay, các công ty chứng khoán sẽ phải dừng giao dịch trực tuyến đối với các nhà đầu tư chưa cập nhật căn cước công dân gắn chip kèm xác thực sinh trắc học. Tuy nhiên, tại văn bản mới nhất này, Ủy ban Chứng khoán đã lùi lại thời hạn nêu trên. Theo đó, các công ty chứng khoán được đề nghị khẩn trương liên hệ và yêu cầu các nhà đầu tư cá nhân xác thực và cập nhật thông tin tài khoản hoàn thành trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Như vậy, nhà đầu tư sẽ có thêm 3 tháng để cập nhật, xác thực lại tài khoản theo yêu cầu của cơ quan quản lý về thị trường chứng khoán.